Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình và tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 9 tháng 6 có những bản tin nổi bật như sau. Cộng sản Bắc Hàn tiếp tục sản xuất plutonium cho bom hạt nhân. Vào ngày 7 tháng 6, Cộng sản Bắc Hàn đã khởi động lại nhà máy sản xuất plutonium để tiếp tục chương trình sản xuất vỏ khí hạt nhân. Plutonium là nhiên liệu chính để Bình Nhưỡng có thể sản xuất bom hạt nhân. Theo thông tấn Reuters, chính phủ Hoa Kỳ hiện đang lo ngại về hành động mới nhất này từ phía Bắc Hàn. Thông tin trên được loan báo chỉ một ngày sau khi cơ quan năng lượng nguyên tử thế giới IAEA cho biết là họ phát hiện các dấu hiệu về phía Bắc Hàn đã khởi động lại một nhà máy để sản xuất plutonium từ nhiên liệu đã sử dụng lại Yongbyon. Cùng lúc đó, ở Rondon-Simun của Bắc Hàn cũng tuyên bố rằng nước cộng sản này sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân để theo đuổi chính sách ngoại giao chung trước tình hình toàn cầu đang cùng phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân. Hồng Kông tiêu hủy 4.500 gia cầm do lò ngại virus H7N9. Vào ngày 7 tháng 6, chính quyền Hồng Kông đã tiêu hủy hơn 4.500 con gia cầm sau khi phát hiện virus gia cầm H7N9 tại một khu chờ địa phương. Theo người phát ngôn Cục Nông nghiệp ngư nghiệp và bảo tồn Hồng Kông số gia cầm bị tiêu hủy gồm gà và chim bồ câu trước đó vào ngày 5 tháng 6 giới chức chính quyền Hồng Kông đã quyết định tạm ngừng mua bán gia cầm sống sau khi phát hiện virus h 7n9 trong một mẫu phân gà lấy từ khu chợ gia cầm ở quận chomund phía tây Hồng Kông Hồng Kông hiện nay rất lo sợ virus lây lan sau khi loại virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp có tên gọi là SARS đã tấn công Hồng Kông vào năm 2003, lấy đi mạng sống của 299 người và làm cho khoảng 1.800 người bị nhiễm bệnh. Trong hai năm qua, Hồng Kông đã tiêu hủy hơn 20.000 con gia cầm để ngăn chặn khả năng virus cúm gia cầm lây lan. Nam hàng lên tiếng quan ngại Bắc Hàn sản xuất plutonium. Chính quyền Nam Hàn vào ngày 8 tháng 6 đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc Bắc Hàn chế tạo nhiên liệu plutonium cho bom hạt nhân. Phản ứng của chính phủ Nam Hàn đã đến vài giờ sau khi một giới chức cấp cao của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Bắc Hàn đã tái khởi sở động sản xuất nhiên liệu plutonium. Phát ngôn viên của Bộ thống nhất Nam Hàn là John Jun-hee cho biết, "Chính phủ Nam Hàn rất quan ngại về việc bắt hàng sản xuất plutonium và sẽ giám sát chặt chẽ nước Cộng sản này. Bình Nhưỡng tuyên bố vào năm 2013 là họ sẽ khởi động lại tất cả các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả các lò phản ứng chính và nhà máy nhỏ hơn ở Yongbyon. Các cơ sở hạt nhân này đã bị đóng cửa vào năm 2007 như là một phần của thỏa thuận giải trừ quân bị để đổi lấy viện trợ quốc tế. Thỏa thuận sau đó đã sụp đổ. Hải quân Hoa Kỳ tham gia không kích tiêu diệt quân ISIS ở Iraq và Syria. Trong 4 ngày vừa qua, các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ xuất phát từ một chiến hạm ở vùng địa Trung Hải đã oanh tạc rất nhiều căn cứ của quân ISIS ở Iraq và Syria chỉ trong ngày 6 tháng 6 và đã không kích 16 địa điểm. Một cấp chỉ huy của Hải quân Hoa Kỳ cho biết là các đợt oanh tạc của Hải quân ở hai nước này đều đã đạt được mục đích và tiêu diệt các cơ sở cung cấp tài chánh cho quân ISIS nhưng không công khai cho biết là địa điểm bị oanh tạc là ở đâu. Bằng chứng thu được là số tiền quân ISIS thu được từ việc bán dầu và khí cát đã giảm xuống chỉ còn 250 triệu Mỹ Kim. Đồng thời, số đất đai do quân ISIS chiếm đóng tại Iraq và Syria cũng giảm xuống chỉ còn 45% so với trước. Một cấp chỉ huy khác của Hải quân cũng cho biết là các đợt không kích nhắm vào các cơ sở của quân ISIS lúc gần đây là các đợt tấn công lớn hiếm thấy của Hải quân Hoa Kỳ. Các ứng cử viên bắt đầu tranh cử chức tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Hai trong số các ứng cử viên tranh chức tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thay thế ông Ban Ki-moon sắp mạng nhiệm kỳ đã ra trước đại hội đồng để trả lời chất vấn vào ngày 7 tháng 6. Theo ước tính hiện đang có 15 người muốn tranh trợ chức vụ này và Liên Hiệp Quốc đang nghiêng về phía chọn một người phụ nữ làm tổng thư ký vì trong 70 năm qua các tổng thư ký toàn là nam. Theo một luật lệ bất thành văn thì chức vụ này phải được luân phiên giữa các khu vực và lần này tới phiên của một người thuộc các nước Đông Âu nhận chức. Tuy nhiên, kết quả của các cuộc bàn thảo từ tháng 4 vừa rồi cho thấy hai ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất hiện giờ là cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres và cựu Thủ tướng Tân Tây Lan Helen Clark nhưng mà Susana Mallorca, nguyên là Ngoại trưởng Argentina, và cố vấn ngoại giao cho ông Ban Ki-moon cũng có hy vọng. Từ 70 năm nay, chức vụ tổng thư ký đều được Hội đồng Bảo an bầu kín trước khi đưa ra Đại hội đồng công nhận. Saudi Arabia đe dọa các tài trợ vì bị Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách tàn sát trẻ em. Saudi Arabia bị Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách các nước vi phạm quyền trẻ em trong cuộc chiến ở Yemen, nên đe dọa sẽ các cả tài trợ cho Liên Hiệp Quốc và cho người Palestine. Các nước Hồi giáo là đồng minh của Saudi Arabia cũng gây áp lực buộc Liên Hiệp Quốc phải đưa Saudi Arabia ra khỏi danh sách này. Tới ngày 6 tháng 6, Liên Hiệp Quốc thông báo đưa Saudi Arabia ra khỏi danh sách trong khi chờ thống kê con số các trẻ em bị thiệt mạng trong chiến tranh ở Yemen. Tổng thư ký Ban Ki-moon vào cuối nhiệm kỳ đang vướng vào một vấn đề nan giải một bên là thể lực của các nước Hồi giáo đe dọa sẽ tố cáo Liên Hiệp Quốc chống đối thế giới Hồi giáo vì đã đưa Saudi Arabia vào danh sách xâm phạm quyền trẻ em mà không thương lượng trước. Một bên là các tổ chức bảo vệ nhân quyền, phản đối ông Ban kim moon dưỡng bộ các nước Hồi giáo giàu có, nên không dám tỏ thái độ sau khi Saudi Arabia phạm lỗi. Saudi Arabia là một trong những nước đóng góp nhiều nhất cho quỹ tài trợ của Liên Hiệp Quốc dành cho người Palestine. Thủ tướng Israel tới Nga hội đàm về các vấn đề quan trọng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công du tới Nga từ ngày 6 tháng 6 để hội đàm cùng với giới lãnh đạo Nga về nhiều vấn đề quan trọng. Vào ngày 7 tháng 6, thủ tướng Israel đã hội đàm cùng với tổng thống Vladimir Putin, chủ yếu là về tình hình ở Syria, mối quan hệ giữa Nga và Israel hiện nay và cuộc đàm phán để lập lại hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Phía Israel yêu cầu khi Nga rút quân ra khỏi Syria sẽ không để cho Iran và quân Hezbollah lợi dụng tình hình để gia tăng sức mạnh quân sự trong vùng. Quân lực Israel cũng từng không kích ở Syria để ngăn chặn quân Hezbollah chuyển vũ khí tới Lebanon, nên Israel và Nga đã lập đường dây liên lạc khẩn cấp phòng ngừa không lực hai bên và giảm va chạm với nhau. Đây là chuyến công du thứ hai của Thủ tướng Israel tới Nga trong năm 2016. Còn trong năm 2015, ông Netanyahu đã ba lần công du tới Nga. Công nhân hỏa xa ở Pháp đe dọa đình công trong giải vô địch túc cầu châu Âu. Công nhân ngành hỏa xa của Pháp đã đình công vào ngày 8 tháng 6 để phản đối chính quyền, cải cách, luật lao động và còn đe dọa sẽ đình công trong thời gian diễn ra giải vô địch túc cầu châu Âu tại Pháp bắt đầu từ ngày 10 tháng 6. Giới lãnh đạo ngành hỏa xa hy vọng là sẽ đạt được thỏa thuận với các công đoàn để chấm dứt đình công trước khi giải vô địch túc cầu châu Âu bắt đầu. Vì áp lực phải ổn định định hình ở Pháp, chuẩn bị cho giải vô địch nên khi thương lượng ngành hỏa xa đã phải đề nghị giữ nguyên không sửa đổi các điều kiện làm việc của công nhân ngành hỏa xa hiện nay và thậm chí còn đưa ra một số cải cách tốt hơn trước. Chỉ trong một thời gian ngắn, công nhân đình công ngành hỏa xa ở Pháp đã thiệt hại tới 300 triệu euro, bằng đúng với số lợi nhuận thu được trong năm 2015. Sudan cho dẫn độ một tên cầm đầu bọn buôn người về Ý xét xử. Cảnh sát Ý vào ngày 8 tháng 6 đã cho công khai hình chụp một người gốc Eritrea bị tình nghi là người cầm đầu một đường dây đưa người tị nạn từ Phi Châu vào châu Âu trái phép. Tên này đã bị bắt ở thủ đô Khartoum của Sudan vào ngày 8 tháng 6 và bị nhà cầm quyền cho dẫn độ về ý xét xử. Đây là lần đầu tiên mới có một tên cầm đầu của bọn buôn người tị nạn bị truy lùng ở ngay tận gốc tại Phi Châu rồi đưa về châu Âu xét xử, kể từ khi người tị nạn từ Phi Châu bắt đầu lạc tràn tới châu Âu 3 năm trước. Một đồng phạm người Ethiopia cũng là lãnh đạo của đường dây buôn người này hiện đang ẩn nấu, đang bị nhà chức trách truy lùng. Phi châu là khu vực nổi tiếng có rất nhiều tổ chức buôn lậu người tị nạn tới châu Âu đang hoạt động mạnh mẽ. Tấn công khủng bố liên tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ Quân vũ trang PKK của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cho nổ bom tại một thị trấn miền Đông Nam vào ngày 8 tháng 6, làm 3 người thiệt mạng, thiệt mạng và 30 người khác bị trọng thương. Ngay sau vụ nổ bom, quân đội chính phủ đã đụng độ cùng với quân PKK ngay trong vùng thị trấn, các cuộc tấn công của quân PKK phần lớn đều diễn ra ở vùng Đông Nam, là nơi có đa số người Kurd sinh sống và cũng là nơi quân PKK đang nổi dậy mạnh mẽ chống chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm ngoái khi hòa ước giữa đôi bên bị đổ vỡ. Trước đó một ngày, có một vụ nổ bom khủng bố khác ở ngay tại thành phố lớn nhất nước là Istanbul đã sát hại 11 người, cũng bị tình nghi là do quân PKK thực hiện đích thân Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binila Yildirim và nhiều chính sách đã tới dự tang lễ của hai cảnh sát viên trong số những nạn nhân khủng bố ở Istanbul và ca ngợi các nạn nhân là những người hy sinh vì mục đích cao cả. máy bay Ai Cập hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa có bom khủng bố. Một chiếc phi cơ của hãng hàng không Ai Cập Egypt Air trên đường bay từ thủ đô Cairo tới Bắc Kinh đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một phi trường ở Uzbekistan vào ngày 8 tháng 6 vì có nguồn tin cho biết có bom đặt trên máy bay. Tin từ giới hữu trách, Uzbekistan cho biết là có tất cả 117 hành khách và 17 người trong phi hành đoàn sau khi hạ cánh đều được đưa tới nơi an toàn. Tin tức cũng được cho biết là giới hữu trách sau đó đã lục soát nhưng không tìm thấy bom hay chất nổ, nên đã cho phép chuyến bay tiếp tục hành trình. Kể từ khi chiếc phi cơ của hãng hàng không Egypt Air trên đường bay từ Paris tới Cairo bị nổ tung vì có bom hồi tháng 5 vừa rồi, hãng Egypt Air đã liên tiếp nhận được những tin đe dọa có bom đặt trên các chuyến bay của hãng. Nhưng tất cả đều là những lời đe dọa suông không có thật. Thưa quý vị, Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 9 tháng 6. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thiên Hà xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.